Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đức, Italia, Tây Ban Nha thắng đậm, Anh hòa thất vọng Ba Lan. Ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu đêm qua, ba ông lớn Đức, Italia, Tây Ban Nha đều thắng đậm, trong khi đó, Anh bị Ba Lan cầm hòa 1-1. Tại Ba Nghi, dù có đội hình mạnh nhất, sở hữu nền tảng thể lực tốt nhất, nhưng anh gặp khá nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận trước một Ba Lan chủ động chơi phòng ngự phản công, tận dụng những đường lên bóng hướng lên phía trên cho tiền đạo Robert Lewandowski. Tuyển Anh không có cơ hội xâm nhập khung thành đội chủ nhà trong khoảng gần 20 phút đầu tiên của trận đấu. Ba Lan lại có ít nhất hai lần uy hiếp đội khách, trong đó Lewandowski khiến Jordan Pickford vất vả cản phá cú dứt điểm ở phút 17. Trong 45 phút đầu tiên đội tuyển Anh có 5 cú dứt điểm nhưng đều thiếu chính xác, không một lần khiến thủ thành Sydney phải làm việc. Bước sang hiệp 2, anh nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo ra được những cơ hội rõ ràng hơn. Jack Grealish, Jaheim Sterling hay Kevin Phillips đã có những cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Setny. Nhưng hoặc là đi trúng vị trí cầu thủ này hoặc thiếu một chút chính xác để có thể có bàn thắng. Phút 71, khung thành đội tuyển anh trao đảo với pha xử lý và dứt điểm mẫu mực của Lewandowski, nhưng rất may là bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành Pickford. Nhưng đúng một phút sau, Kyler Walker truyền vào cho Harry Kane và thủ quân của tuyển Anh đã có pha khống chế gọn gàng trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ghi bàn mở tỷ số 1, không cho đội khách. Ba Lan buộc phải dâng cao đội hình suýt chút nữa Pickford trở thành tội đồ khi cú đá bóng lên của anh đập trúng người tiền vệ Di và lăn ngược vào khung thành. Rất may là thủ môn của Everton đã kịp lao về giải nguy. Tưởng như người anh sẽ ra về với một chiến thắng, nhưng ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu, bất ngờ đã xảy ra sau pha bóng lộn rộn trong vòng cấm tuyển anh anh. Lewandowski đã có cú tạt bóng chính xác để cầu thủ vào sân thay người Zimanki bật cao đánh đầu ấn định tỷ số hòa 1-1. Chia điểm tại Ba Lan, đội tuyển Anh vẫn đảm bảo ngôi đầu bảng với 16 điểm sau 6 lượt trận. Trong khi đó, Ba Lan đã bị Albany vượt mặt cướp vị trí nhì bảng sau chiến thắng tương bừng 5, 0 trước San Marino đêm qua, đội hình thi đấu Ba Lan 4-4-2. Sedni, Zayzo, Li, Henry 80, Benazé, Puchak, Zibu 80, Zoya, Zanki 80, LiNetti, Netti, Zichoya, Zimanki 68. Moze, Busa, Izeki 63, Lewandowski bàn thắng, Zimanki 90 cộng 2 anh, 4, 2, 3, 1. Pickford, Walker, Stones, Magui, Sa, Philip, Zay, Sterling, Mao, Gzinlit, Ken bàn thắng. Ken 72 tiếp đón đối thủ yếu Lithuania trên sân nhà ở bảng C là cơ hội không thể tốt hơn để Italia tìm lại mạch thắng sau 4 trận liền chỉ biết hòa. Các nhà vô địch châu Âu đã sớm thể hiện sức mạnh của mình. Phút 11, Moise xin tận dụng cực nhanh đường truyền sai của Avizano Viva để rút tung lưới thủ thành Eneta Set, mở tỷ số trận đấu. 3 phút sau, Zapa Giorgi có pha độc diễn trong vòng cấm rồi rút bóng bằng chân trái. Bóng đập vào người hậu VE Gaza hút đổi hướng và bay thẳng vào lưới, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Tới phút 24, Zapa cuối cùng cũng được ghi tên trên bảng tỷ số. Hậu vệ phải Dutalaca trong nỗ lực ngăn cản đường truyền của Giovanni Di Lozenzo cho xin đã vô tình đưa bóng tới vị trí thuận lợi để Zapa Giozzi rút tung lưới Lithuania, đưa tỷ số lên thành 3-0, 5 phút sau. Federico Benazze bấm bóng cho Moise xin phá bẫy Việt vị thành công và dễ dàng băng xuống hạ gục thủ môn của Lithuania để đem về bàn thắng thứ 4 cho Italia sau hiệp 1, sang hiệp thi đấu thứ hai. Dù thi đấu trùng xuống nhưng Italia vẫn có thêm bàn thắng thứ năm ở phút 54. Hậu vệ phải Di Logenzo chủ đích tạt vào, nhưng bóng đi cao quá tầm với của các đồng đội và bay thẳng vào lưới Lithuania. Italia đánh bại Lithuania 5, không đầy ấn tượng và họ vẫn giữ được ngôi đầu bảng C với 14 điểm sau 6 trận. Ở trận đấu cùng giờ, Bắc Ireland và Thụy Sĩ hòa nhau không bàn thắng, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. đội hình thi đấu Italia 4-3-3, Donnarumma. Sijigu 45, Zilozenzo, Abi, Batoni, Bizagi, Calabria 45, Pesina, Giorgino, Kachovili 61, Di Benazechi, Kamaka 62, Zapa Zorzi, Sin, Bezazi 73 bàn thắng. Sin 11, 29, Hutog 14 Zapa Zorzi 24, Zilozenzo 54, Lituania 4, 2, 3, 1, Set, Laka, Limavi. Tutikina 83, Utsat Sát 45, Laka, Bajauka 45, Giáp, Melaiti 45, Lika, Kalauka, Veka, Noviva, Zuka, Uzela 73 tại bảng G. Huấn luyện viên Hansi có cơ hội giành chiến thắng thứ ba có chuyến làm khách tương đối dễ thở tới sân của Iceland ở lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2020. 2. Ưu thế vượt trội về đẳng cấp đã sớm được Đức thể hiện ngay phút thứ 4. Do Hua Kim Kimmich có pha khống chế gọn gàng và đẩy ra cánh để Le Sen thực hiện đường truyền sắc như dao cạo loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà để sơ băng. Vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1, không cho Đức, Đức có vẻ trùng xuống và tạo cơ hội cho Iceland có những pha lên bóng khá nguy hiểm. Phút 15, Gudmundsson có cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm nhưng đã bị Manuel Neuer cản phá thành công. Hai phút sau, Victor Parson thực hiện cú đánh đầu rất nguy hiểm nhưng rút Tiger đã giải nguy kịp thời. Đức cho thấy khả năng tận dụng cơ hội tốt khi ở phút 24 từ cú đá phạt chính xác của Kim Mick. Giudiger ở tư thế khá thoải mái đã có cú đánh đầu hướng thẳng vào góc xa khung thành Iceland nâng tỷ số lên 2, không cho các cầu thủ khách. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất nhanh ngay đầu hiệp 2, sau khi Timo Ene bỏ lỡ cơ hội ở phút 48, Iceland tổ chức lên bóng nhanh. Johan Gudmundsson dứt điểm huy lực từ ngoài vòng cấm đưa bóng trúng cột khung thành thủ môn Neuer, phút 56, sau rất nhiều pha ban bật trước vòng cấm Iceland. Gozetka chọc khe để sen băng lên dứt điểm ở góc hẹp tung nóc lưới đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-0, bàn thắng khiến Iceland gần như buông xuôi hoàn toàn. Đến phút 63, Gozetka trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử, nhưng va vào cuộc và từ chối bàn thắng của cầu thủ mang áo số 8 do lỗi việt vị. Thế trận tấn công của Đức ở những phút còn lại là rất mãnh liệt, nhưng sự vô duyên của các cầu thủ khiến họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đến phút 89. Kai Have có đường truyền dọn cỗ cho Ene, tiền đạo trước đó phung phí ít nhất 3 bàn thắng đệm bóng ở cự ly 5m ấn định chiến thắng 4, không dành cho Đức. Với thắng lợi này, Đức có chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới triều đại của huấn luyện viên Hansi, đồng thời củng cố ngôi đầu bảng Di với 15 điểm. Hơn đội nhì bảng Armenia 4 điểm và hơn đội đứng thứ 3 là Romania 5 điểm, đội hình thi đấu Iceland, Hazoson, Saevason, Zanason, Zoluson. Lasson, Bezanason, Pason, Anjifanabazu son 89, Johanneson, Anosigu -no son 71, Zigut Munson, John -tho son 71. Agut Munson, Anjigu Josen 80, Hega son Đức, Neuer, Hoffman, Lotteman 46, Suelle, Gosen 59. Rudiger, Keze, Kimmich, Gozetka, I-80, Nazi, Havé 46, Guenzogan, Sen, Musiala 60, Ene bản thắng, Nazi, 4. Rudiger, 24, Sen, 56, Ene, 89 hành quân đến sân đội xếp hấp chót bảng B Kosovo. Tây Ban Nha không mấy khó khăn kiểm soát trận đấu sau tiếng còi khai cuộc. Dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột nhưng nhà đương kim vô địch Euro 2012 vẫn mạnh hơn khá nhiều so với đối thủ. Tuy nhiên, cũng phải chờ tới phút 32 Tây Ban Nha mới khai thông được thế bế tắc. Alvaro Mozata có tình huống phối hợp với Pablo Forna trong vòng cấm, trước khi cầu thủ của West Ham dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu bị dẫn bàn nhưng Kosovo cũng không dâng lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội chủ nhà gần như chỉ biết co cụm phòng ngự và những pha lên bóng ít hỏi của họ cũng không đủ nguy hiểm để đe dọa khung thành của Tây Ban Nha. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ có được thêm một bàn thắng nữa ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Phút 90, Ferran Torres lập công ấn định chiến thắng 2, không cho Tây Ban Nha, công nghệ va đã phải vào cuộc để xác nhận bàn thắng cho cầu thủ đang thi đấu tại Man City. Với chiến thắng 2, không đầy ấn tượng, thầy trò Luis Senzic củng cố ngôi đầu bảng B với 13 điểm 6 trận nhưng đã đá nhiều hơn đội xếp sau Thụy Điển, 9 điểm 2 trận. Đội bóng Bắc Âu đã để thua Hy Lạp với tỷ số 1, 2 ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội hình thi đấu Kosovo, 4, 4, 2. Mu, Haze Zona, Zamani, Fazizi, Vovoza, Zahani, Loha, Zese, Biti, Muzi, Zahika Tây Ban Nha, 4, 3, 3, -3, -3 Simon, Lozente. Mezino 86, Martinez, Laporte, Zeguilon, Anbion 86, Carlos Sole, Chao 58, Bớt Quét, Kè, Tô Z, Mozata. Sazabia 72, Fauna, Apilicueta 59 bàn thắng, Forna 32, Tô Z 88 thuyền.